Không chỉ vượt qua khiếm khuyết của bản thân, vươn lên trong cuộc sống, nhiều chị em phụ nữ khuyết tật còn là tấm gương sáng trong phong trào bảo vệ môi trường khi tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại cộng đồng. Những mảnh vải vụn là nguyên liệu chính để các chị em phụ nữ khuyết tật làm ra các sản phẩm như kẹp tóc, băng đồ, túi xách, ví tiền. Những sản phẩm được thêu may thủ công đẹp mà độc lạ đã ra đời từ những mảnh vải body ấy. Tham gia nhóm tái chế từ năm 2019, chị Đặng Thị Mỹ Trinh là thành viên phụ trách công việc phân loại, cắt vải và bán hàng tại các phiên chợ. Dù có vóc người nhỏ bé hơn so với người bình thường vì ảnh hưởng bởi chất độc da cam, song chị Trinh vẫn cố gắng làm việc để tự chăm sóc bản thân và san sẻ kinh tế với gia đình. Sản phẩm làm ra để bảo vệ môi trường, ý nghĩa của nó rất là lớn, vì có môi trường mà xanh sạch nó thì nó rất là có tốt cho cái sức khỏe đời sống của tất cả mọi người. Cho nên mình cũng cảm thấy vui vì mình góp được một phần nhỏ từ công việc của mình, vừa tạo được công ăn việc làm mà vừa được bảo vệ môi trường. Nên mình thấy kết hợp cả hai thì mình thấy điều đó rất là có ý nghĩa, cho nên mình thích tham gia vào. Thì tham gia cách đây thì nói chung nhớ cũng không kỹ, nó mình cỡ 4-5 năm gì đó. Thì tham gia cái chương trình này thì trong đó có nhiều cái lắm, vui cũng có, mệt cũng có, thì nói chung là cũng 5 năm đó. Nhưng mà chị thấy này cũng vui, thì vui là khi cái sản phẩm mình làm ra nó hoàn thành là mình thấy vui, đẹp, thích. Hiện nhóm nhận may sản phẩm từ nguồn vải thừa thu gom tại các cơ sở may, nhà hàng, khách sạn, tận dụng lưới cũ để làm dụng cụ rửa chén bát trong nhà bếp, lau chùi vệ sinh. Ngoài một số đơn vị phối hợp đặt may, nhóm cũng linh hoạt liên kết với các tổ chức môi trường để đưa sản phẩm đến bán tại các chương trình phiên chợ cộng đồng. Các chị em phụ nữ khuyết tật thì có rất là nhiều người, người ta giỏi về cái việc may vá. Và họ chính là những cái người mà may các cái sản phẩm từ vải. Thành ra là nếu mà nhận thức của các chị em thợ may là người khuyết tật mà được nâng lên về cái việc làm sao để giảm thiểu rác thải, thì mình nghĩ là nó sẽ giải quyết được vấn đề gốc rễ là rác thải đầu nguồn, rác thải ngay tại nguồn được xử lý tối đa nhất có thể được. Chính niềm vui được làm việc giúp ích cho cộng đồng là nguồn động lực to lớn giúp các chị luôn nỗ lực hết mình, quên đi mặc cảm để trở nên hạnh phúc, mang lại những giá trị cho cuộc đời này.